nhiều bạn cắt tóc thì hay vẫn còn vậy, vẫn còn lơ mơ về góc độ mặt đất, rồi là không lộ ra đầu, rồi là các cái góc độ về đường cắt còn mông lung, nhiều khi mình dâng nó chả chuẩn và mình cũng chẳng hiểu là ở đây là dâng bao nhiêu độ. Thì ở video này thì chúng ta sẽ giải thích khi nào thì cắt góc độ nào, vậy cắt góc độ này nó như nào, vậy góc độ mặt đất thì như nào, góc độ ra đầu như nào, góc độ đường cắt thì so với cái gì, và như nào chúng ta xác định được cho nó chuẩn xác hơn. Thì ở trong video này, anh em nào vẫn còn lơ tơ mơ thì hãy ở lại video này mà xem nhé. Còn nếu mà chưa xem những video trước thì quay lại thứ tự từ video 01, 02, 03, 04, 05 để chúng ta học cắt online miễn phí, hoàn toàn miễn phí luôn. Và quan trọng là chúng ta cần phải làm theo nhé. Ok, bài tiếp theo là về góc độ. Góc độ ở nhà anh em hay so góc độ với cái gì ấy? Thường thường có những góc độ gì, nhất là góc độ mặt đất gì nhỉ, góc độ mặt đất. Vậy thông thường chúng ta hay nhận biết là gì, cái tóc mà nó rơi theo tự nhiên là bao nhiêu độ, đơn giản thôi, cứ xác định đơn giản thôi. Nhiều cái thực ra là nó cực kỳ đơn giản nhưng mà chúng ta cứ làm cho nó phức tạp lên thôi, đúng không ạ? Đầu tiên, thứ nhất là tóc rơi là bao nhiêu độ ạ? Các bạn hay cắt theo chiều tóc rơi tự nhiên là bao nhiêu độ? Chắc chắn bạn đang trả lời là 0 độ, chắc chắn thôi, tại vì nó không có tầng lớp, được chưa? Thì chúng ta cứ xác định đó là 0 độ. Vậy tóc rơi tự nhiên này chính là 0 độ, được chưa? Chính là 0 độ. Vậy ngược lại và đối diện 0 độ thì là bao nhiêu độ các bạn? Chúng ta hay có cái gì ấy? Một cái hình tròn đúng không? Một hình tròn được gọi là bao nhiêu độ các bạn? Hoặc là một cái gì ấy? Một cái góc độ đúng không? Hồi xưa học hình học là có cái góc độ như này. Vậy một cái góc độ như này là bao nhiêu độ ạ? Từ 0 đến bao nhiêu? Từ 0 đến 180 độ. Vậy cả một hình tròn này chính là bao nhiêu độ ạ? 360 độ. Thì mình sẽ chia đôi ra, tăng bằng nữa. Vậy đối diện với 0 độ là bao nhiêu? 180 độ. Thế thôi, đơn giản thôi. Vậy cứ dâng thẳng xuống đất là 0 độ, còn dâng thẳng lên trời là 180. Thế thôi, đơn giản thôi. Nhưng mình dâng sợi tóc này xuống như này chính là 0 độ, còn đưa thẳng lên trời, không quan trọng là chúng ta lấy tóc ở vị trí nào, quan trọng là mình đưa lên thẳng lên trời là 180 độ, còn đưa thẳng xuống đất là 0 độ. Đó, bây giờ chúng ta lại chia đôi tiếp thôi. Vừa nãy là 360 chia đôi thì bằng 180. Vậy từ 180 này mình lại chia đôi ra. Chia đôi ra. Đây có một miếng bánh này anh em này. Có một miếng bánh như này. Đấy. Là 180.000. Bài toán đơn giản đúng không? Cái gì chứ tính tiền thì phút nốt, bạn nào mà có dốt kiểu rời gì cũng hiểu được. Tại vì tiền không thể không hiểu được. Tiền không thể không nhầm được đúng không? Có một miếng bánh 180.000. Được chưa? Bây giờ mình muốn bán cho hai người thì mình phải chia đôi miếng bánh này ra, được chưa? Thì vậy là 180.000 chia đôi là 90.000, đấy, 90k một miếng, 90k một miếng ngon. Vậy từ đây đến đây là 90 cộng thêm 90 bằng 180. Vậy nếu mà chúng ta đưa sợi tóc sang ngang, cứ đưa ngang này, không quan trọng là lấy sợi tóc ở trên đỉnh, không quan trọng là lấy sợi tóc ở vị trí nào, mà chúng ta cứ kéo sang ngang như này là 90 độ. Thế thôi, đơn giản đúng không ạ? Các bạn thấy dễ hiểu đi. Ok. Và tiếp tục thôi, mình bán 90.000 này, mình lại chia đôi nữa, mình lại bán thêm 2 ông nữa, được chưa? Vậy 90.000 chia đôi bằng 45.000. Đó, chia đôi. Nó chỉ ở mức tương đối, mình không thể nào mà mình chia chuẩn 100% được. Nóng giống như chúng ta cắt tóc, không thể nào chúng ta dâng chuẩn được từng góc độ một. Quý vị có bảo ai mà dâng 90 độ bảo có người khám bảo ấy, đây mày dâng là 91 độ rồi hay là 89 độ rồi, thì có chuẩn được như vậy không các bạn? Không thể nào mà chuẩn 100% được, mà nó chỉ ở mức tương đối. Đấy. Vậy 90.000 chia đôi bằng 45 tiền một miếng. Đấy. 45k một miếng nhá. Đấy, từ đây đến đây chia đôi ra. Đây là góc độ bao nhiêu? 45 độ. Đấy, có gì đơn giản đâu, đơn giản mà. Dễ hiểu mà nhá. À, tương tự, 45.000 một miếng, 45.000 một miếng, 45.000 một miếng. 90 thì cộng thêm 45 nó là bao nhiêu các bạn? Ở đây là 45.000 một miếng hết mà. 45 đúng không? 45 hết, 45.000 một miếng. Và ở đây 90 cộng thêm 45 bằng 135. Vậy cứ xéo lên trên này thì là bao nhiêu độ các bạn? 135 độ. Còn xéo xuống như này là 45 độ. Chứ không có cái kiểu góc độ gì. Có bạn trả lời, nhiều bạn kiểu làm theo truyền thống mà chưa hiểu bản chất của nó là góc độ bao nhiêu. Người ta trả lời là gì? Ở đây gọi là 45 độ trên. Thực ra cũng là một cái tên gọi để mình xác định góc độ thôi.
nó quyết định thật lớn thôi. Nhưng mà đúng của nó thì sao? Có phải là 45 độ không các bạn? Không phải đâu. Mà chúng ta đưa xéo lên máy chính là bao nhiêu độ? 135 độ. Không có 45. Trên 90 tại sao lại 45 rồi? Vậy thì 45 góc độ 45 tầng lớn lại thấp hơn góc độ 90 này. Vô lý quá. Thì 45 là 45 nhé. Ờ, 135 là 135. Không được nhầm lẫn mà chúng ta từ ngày hôm nay chúng ta không trả lời làm rằng là gì? 45 độ dưới và 45 độ trên. 45 chỉ là 45 thôi. Không có cái nào thay thay thế được nó, được chưa? 135 là 135. Đúng ạ? Không có dưới, không có trên. Thế thôi. Rồi tương tự chúng ta đã lấy được cả hai góc độ chính như là 0, 45, 90, 135, 180. Vậy thì thưa các bạn là chúng ta có cắt những góc độ thêm như bên này không ạ? Ví dụ như là bên này mình cộng thêm 45 nữa, cộng thêm 45, cộng thêm 45. Đúng không ạ? Thì nó cao quá. Ví dụ góc độ mà 200 bao nhiêu? 225 độ. 225 độ làm gì có góc độ đấy, chúng ta không sử dụng. Có nghĩa là bên này chúng ta lại đảo ngược lại nhé. Ví dụ ở mình dâng về đây cũng là 90 độ, được chưa? Còn mình dâng bên này cũng là 135 độ. Mình sẽ đảo ngược lại không? Dâng bên này cũng giống như là chúng ta dâng bên này, hai bên giống nhau. Dâng sang bên này 90 và dâng sang bên này 90. Dâng bên này cũng là 135. Dâng bên này không thể nào là 225 được, đúng không? Thì chúng ta vẫn trả lời là 135. Tại góc độ chúng ta sử dụng cao nhất là 180 độ. Anh em lưu ý nhé, 180 độ. Thế thôi. Còn được cái này giống là 45 độ. Hai bên giống nhau. Tương tự đây là cả cái góc độ này, góc độ chính. Còn chúng ta cắt những góc độ phụ đây sao? Lại chia thôi. Vậy thì bây giờ có cái miếng bánh là 45.000. Thì chúng ta sẽ chia đôi hay là chia mấy ạ? Thử chia đôi đi. Thử chia đôi đi. Chia đôi là bao nhiêu tiền một miếng? Bao nhiêu tiền một miếng ạ? 22.500. 22.500. Ông phải cắt góc độ 22.5 độ. Nghe nó có vẻ khó nhỉ? Có ai, theo các bạn thì có ai dân chuẩn được góc độ là 22.5 độ không? Chắc chắn có người, ví dụ như là bây giờ mà mình quay video này lên mạng này, mình bảo là đây nha các bạn nha, các góc độ 22.5 độ nhé. Vậy có bạn sẽ trả lời là gì ạ? Có nhiều bạn sẽ comment ở dưới là gì ạ? Ủi ông này vớ va vớ vẩn, đây là góc độ 25 độ mà ông trả lời là 22.5 độ. Nó có ông thì bảo đây chỉ mới 15 độ thôi. Vậy thì có khi nào mình dâng được cái góc độ này không? 22.5 độ không thể được. Thứ nhất là về mặt lý thuyết là nghe con số nó không hợp lý. Thứ hai là về mặt thực tế là nó không thể áp dụng được. Vậy thì chia cho mấy người? Không chia thì ở đây chỉ là cả cái góc độ chính thôi. Còn chúng ta muốn nó cắt tóc nó chuyên nghiệp hơn, muốn tỉ mỉ hơn thì phải đi sâu vào nó. Còn bảo là em chỉ cắt góc độ này thôi thì cứ thế áp dụng thôi thì làm theo truyền thống. Sau này chúng ta cắt những góc độ phụ rất là nhiều. Tại vì sao? Ví dụ bây giờ mình cắt 45 độ hơn cao quá. Thế thì các góc độ nào? Các góc độ thấp hơn. Vậy thế nào là thấp hơn? Thấp hơn là bao nhiêu độ? Phải rõ ràng đi đúng không? Có nhiều bạn học viên đi học là kiểu người ta làm theo truyền thống quen rồi. Thế nên mình bảo là bây giờ em phải cắt góc độ này. Chị bảo là có một số chị thì bảo là không, em không cắt. Em chỉ cắt được góc độ này thôi. Không cắt góc độ phụ như này. Không cắt được. Thế bây giờ em được thấp hơn là thế nào? Em dần thấp hơn tí. Vậy thấp hơn tí là bao nhiêu? Không trả lời được. Vậy chúng ta cứ cắt như vậy thì nó sẽ chênh lệch. Có mảng thì dâng cao hơn tí, có mảng dâng thấp hơn tí. Tại chúng ta không xác định là góc độ bao nhiêu mà. Thì làm sao nó chuẩn được với nhau? Nó cân xứng được tầng lớp, nó cân xứng được khuôn viên. Đúng ạ? Đấy. Vậy thì cần phải xác định góc độ phụ. Vậy có góc độ phụ gì? Mình chia nó ra. Miếng này bây giờ chia làm đôi không được. Bây giờ mình chia làm 3, chia làm 3 không được, mình chia làm 4. Chia làm 4 không được, mình chia làm 5. Đúng ạ? Vậy chia làm mấy ạ? 10 chia làm 3 đi. Được chưa? 0, 15, 30. Cứ 15.000 một miếng. Đúng không? 45.000 một miếng thì bây giờ chia 3 cái miếng ra thì 15.000 một miếng. Dễ hiểu nhỉ? 15.000 một miếng. Mà bây giờ bán được nhiều chưa? Giá thì vẫn vậy nhưng bán được nhiều lần. 15.000 một miếng bán rẻ. Rẻ, dễ bán hơn. Đúng không? Rẻ bán nhanh hơn. Bây giờ cái này là chia làm 3 thôi. Chia làm 3. 45 cộng 15 bằng bao nhiêu ạ? 60, 60 cộng 15 bằng 75, 90 cộng 15 bằng bao nhiêu ạ? 105. 105 cộng 15 bằng bao nhiêu ạ? 120. 120 cộng 15 bằng 135. 135 cộng 15 bằng 100 bao nhiêu ạ? 150.
150 cộng 15 bằng 165. 165 cộng 15 thì bằng 160. Các bạn có thấy giống đi cái gì, giống cái tốc độ hồi xưa chúng ta học không? Nó y hệt. Chúng ta chia ra nó ra đấy mà. Các chia là cách chia số lớn chứ không chia chia số bé sau là nó ra đấy. Nó đều như này. Thì sau này chúng ta sẽ áp dụng những cái góc độ phục nhá. Đấy. Vậy nếu mà cứ đưa xuống như này thì là khoảng bao nhiêu ạ? 45 độ. Vậy đưa thấp hơn là bao nhiêu? 30 độ. Đưa thấp hơn nữa là bao nhiêu? 15 độ. Đưa thẳng xuống thì bao nhiêu? 0 độ. Đơn giản không ạ? Đấy là, đây là 90. Vậy đưa thấp hơn 90 là bao nhiêu độ? Khoảng 75 độ. Đưa thấp hơn 75 độ bao nhiêu? 60 độ. Đưa thấp như này thì bao nhiêu độ? 45 độ. Xác định như vậy. Sau này các thực tế chúng ta sẽ nói rõ hơn. Còn bây giờ chỉ cần là hiểu thôi, hiểu đã. Hiểu sẽ làm cái thôi. Còn nó không so ở bất cứ vị trí nào trên đầu đấy. Ví dụ khi mà chúng ta lấy cái mạng tóc, đây là mình vẽ đầu thẳng lên. Được chưa? Ví dụ mình lấy sợi tóc này, đấy, ví dụ vậy đi. Đấy, đưa ra cái cắt phẳng. Vậy thì ở đây là răng bao nhiêu độ đấy? Chúng ta sẽ nhìn tổng thể nhé. Ở đây là răng bao nhiêu độ? 90 độ. Được chưa? Ở đây là răng bao nhiêu độ? Khoảng 45 độ. Được chưa? Răng thẳng xuống đây bao nhiêu độ ạ? 0 độ. Vậy bây giờ răng ra đây thì sao? Răng ra đây thì sao? Răng ra đây là 15 độ. Răng ra đây là 30 độ. Răng ra đây thì sao? Răng ra đây thì sao? Đấy. Răng tầm này thì được tính là 60 độ, 75 độ. Đơn giản nhỉ? Hoặc là cái sợi tóc ở đây mình kéo thẳng lên trên trời thế này thì là bao nhiêu độ các bạn? 180 độ. Không quan trọng chúng ta lấy sợi tóc ở vị trí nào, quan trọng là chúng ta dân so với gì, so với đất như này thôi, như chúng ta vừa vẽ thôi nhỉ. Rồi, các bạn hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ qua góc độ gì ạ? Da đầu. Đấy, nhiều bạn đặt da đầu khó lắm, nó tỉ mỉ lắm, đơn giản lắm. Thì trước đây mình học về từ phái thâm niên gai thì họ sẽ cắt thiên về góc độ mặt đất nhiều hơn, và họ thiên về những cách làm dễ dàng hơn cho học viên dễ học hơn. Còn Vidan sau này có từ phái Vidan nó nổi sau này thì nó thiên về chuyên sâu hơn, chi tiết, nó đi vào chi tiết nhiều hơn, cho nên nó khiến cho mọi người học và nó trở nên khó khăn hơn, nhiều cái cũng không áp dụng được. Cho nên chúng ta hãy nắm chắc cái cơ bản của cả các đường phái thâm niên gai với lại Vidan Sassoon thì nó giống nhau, về cơ bản giống nhau. Tuy nhiên là đường phái nào nó họ cũng sử dụng các góc độ. Còn mình thì mình đúc đấy. Tại vì có nhiều bài cắt nên sử dụng góc độ ra đầu, có nhiều bài cắt nên sử dụng góc độ mặt đất, hoặc là nhiều kỹ thuật cắt cần phải phối hợp nữa thì nó sẽ hài hòa hơn và nó sẽ dễ thực hiện hơn và dễ nhớ hơn và dễ áp dụng ở nghề tóc Việt Nam chúng ta. Thế thôi. Học đường phái thì không quan trọng, quan trọng bạn làm được cái gì. Đấy. Chứ không phải học cắt tóc theo kiểu lớp tông hơn. Học cắt là mình phải theo bài bản, đúng không ạ? Mình phải quyết định được là sau cắt xong nó sẽ như thế nào. Còn góc độ da đầu,